Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Iblamin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Iblamin cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Iblamin Cao Marianus Công dụng Hỗ trợ điều trị các bệnh lý như nhiễm độc gan, sơ gan, viêm gan mãn tính. Hỗ trợ giảm các triệu chứng khó chịu ở dạ dày, bao tử, rối loạn tiêu hóa. Hỗ trợ điều trị rối loạn cương. Chỉ đinh Sử dụng cho người bị ngộ độc nấm, ngộ độc carbon tê trạch lorai Người mắc bệnh lý sơ gan, viêm gan, sỏi mật. Người bị gan nhiễm trùng, bệnh gan do rượu bia, gan tổn thương do nhiễm chất độc hại. Cách dùng Sản phẩm dùng đường uống Liều dùng Mỗi lần một viên, mỗi ngày sử dụng 2 đến 3 lần. Chống chỉ định Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào có trong sản phẩm. Tác dụng phụ Một số ít trường hợp sẽ gặp tác dụng phụ như đau đầu, tiêu chảy trong những ngày đầu sử dụng. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Iblamin, đồng thời biết cách sử dụng Iblamin, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.